Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Hồng Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 3 của Thời sự Thế Giới. Ngày hôm qua, quý vị đã nhận được tin nhắn nếu có bất cứ một smartphone điện thoại nào mà có thể gửi tin nhắn được. Và đây là nội dung của tin nhắn từ Sacramento, cơ quan y tế của California gửi đến khắp mọi người. Emergency Alert, báo động khẩn cấp. Và trường hợp này chỉ khi quý vị thấy có động đất hoặc là có cái trường hợp gì ghê gớm, thậm chí trẻ em bị bắt cóc, quý vị cũng nhận được alert, nhưng mà đây là emergency, trường hợp khẩn cấp. Thì nội dung State of California, tiểu bang California, đây là lệnh báo động để yêu cầu người dân hãy ở nhà, và đây là lệnh cho cả khu vực của quý vị luôn. In your area, COVID-19 hiện đang lây lan rất mạnh. Ở nhà, ngoại trừ quý vị có những hoạt động cần thiết, không có nghĩa là đi mua sắm hoặc là đi ăn uống ở ngoài trời. Wear a mask, nên mang khẩu trang. Keep your distance, giữ khoảng cách. Và nếu muốn thắc mắc, vào trong trang nhà covid19.ca.gov để theo dõi chi tiết. Và như chúng tôi đã thưa, ngày hôm nay phần lớn những bản tin đều nhắm vào covid19, và đây là các headline, các tựa đề để chúng ta cùng theo dõi thật nhanh. Thứ nhất là ở tại New York, họ tuyên bố nếu New York có thuốc chủng, họ sẽ yêu cầu tất cả mọi người phải chích. Không có cái trường hợp mà quý vị có thể từ chối được. Hiện nay chưa biết được chính quyền sẽ thiết lập cái quy định và cũng như hình phạt như thế nào nếu những ai không chịu chích ngừa, và làm thế nào để bắt buộc mọi người phải chích. Việc này có gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của một người hay không? Có khả năng cái vụ này có thể đưa lên tòa tối cao pháp viện để bị kiện luôn nữa, bởi vì một tiểu bang hiện nay đang nghĩ tới việc bắt toàn bộ người dân phải chích ngừa. Tiểu bang nói vì lý do một người chích, một người kia không chích, người không chích có thể lây hoặc có thể bị nhiễm bệnh, thì đến lúc đó chính quyền lại phải tiếp tục đi lo cho cái người chỉ vì họ không chịu chích ngừa. Thứ hai, CDC kêu gọi là những người mà bị nhiễm bệnh hoặc là có cái khả năng lây nhiễm bị cách ly phải cung cấp dữ kiện cá nhân. Điều đó đã khiến cho mối quan ngại về cái quyền riêng tư, đặc biệt là những người họ không thích, họ đã từng chống lại cái chuyện mà lấy những cái hồ sơ riêng tư của họ. Cơ quan y tế hiện nay là nhất là cơ quan kiểm dịch của Hoa Kỳ CDC muốn, bởi vì họ nói rằng một trong cái phương cách có thể kiềm chế được dịch bệnh, tìm kiếm được người đó trong thời gian qua lây nhiễm với ai, điện thoại của cái người bạn của người này, gia đình như thế nào, đi đâu về đâu, thì contact tracing, chỉ có cái phương cách đó mới làm được mà thôi. Ngày hôm qua, một mặt đó, thì Tổng thống Trump ký sắc lệnh ban hành để bắt đầu phân phối thuốc chủng. Người ta dự trù là đến thứ 6 này, thưa quý vị, là cơ quan FDA sẽ chính thức chuẩn thuận cho Pfizer, rồi sau đó đến Moderna. Thì Tổng thống Trump đã ký ban hành, trong đó có cái điều khoản là chỉ cung cấp thuốc chủng cho người Mỹ mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì chúng ta vẫn còn nhớ là cái vụ án mạng của cô binh lính Vanessa Guillen ở tại cái Fort Hood Base, Texas đó, đã khiến cho ông tướng quân đội Army Secretary Ryan McCarthy đích thân ông phải đến đó, và hơn một năm nay cái base, cái căn cứ quân sự này bị mở cái cuộc điều tra, rồi chính những cái lãnh đạo ở trong cái nơi này cũng bị điều tra nội bộ vân vân. Thì
vào ngày hôm qua, ông tướng Ryan McCarthy đã đưa ra một số những cái tuyên bố như sau. Đó là thứ nhất, sau khi cái chết của cô Gillian bị lan rộng đó và khiến cho cả nước chú ý, thì sau khi mà quân đội mở cái cuộc điều tra thì ngoài cô ra có tổng cộng là đã 25 quân nhân bị thiệt mạng ở cái căn cứ Fort Hood này, trong đó liên quan đến một số người thì tự tử, một số người bị giết và có một số những cái tai nạn. Nhưng mà tai nạn này thì nó bằng cách nào đó nó cũng liên quan đến cái việc là quản lý người của những lãnh đạo ở tại cái căn cứ này, vì sơ suất, vì không lưu tâm cho nên mới xảy ra những cái tai nạn như thế. Và bên cạnh đó thì ông tướng này ổng cũng đã có một cái cuộc interview nói chuyện với lại hơn 900 quân nhân ở đây, mà trong đó gần 800 người là phụ nữ, thì ông nhận thấy là có gần 600 người đó cho biết là bản thân của họ trong những năm qua đã từng bị tấn công, quấy rối tình dục, và chỉ có hơn 100 vụ là được báo cáo khi mà những người này họ không thể nào chịu nổi được. Còn tất cả những cái trường hợp những người còn lại đó, họ nói là một là họ không dám, hai là nếu như mà có ý đồ mà muốn báo cáo thì họ sẽ bị trù dập. Mà quý vị cũng biết là cái việc mà trù dập ở trong quân đội đó là những người cấp cao đó, họ có thể dễ dàng chuyển cái công việc hàng ngày của những người quân nhân này, làm những cái việc khó khăn hơn, khiến cuộc sống của họ rất là stress, hay là nó khó khăn đến nỗi nhiều khi họ chịu không nổi thì họ phải xin chuyển đi chỗ khác, hay là ra khỏi quân đội luôn chẳng hạn. Mà đây là một cái vấn đề là bao che từ cấp lớn nhất cho đến cấp nhỏ, cho nên là những cái người này khi mà một khi bị quấy rối họ không có cái nơi nào để mà họ báo cáo cả. Thì chính vì vậy ông McCarthy ông cho biết là kết thúc lại cái cuộc điều tra này thì phía quân đội sau cái năm mới đó, vào năm mới họ sẽ có một cái chính sách, đó là ông gọi là chính sách trong vòng 48 tiếng, nếu như một quân nhân họ không đến chỗ làm đúng như cái schedule đó thì người cấp trên ngay lập tức phải mark vào gọi là absent unknown, và ngay lập tức phải cho người đi tìm, chứ không có để những cái trường hợp chẳng hạn như Vanessa Gian là mất tích suốt cả gần hơn một tuần không có ai đi tìm cả, rồi cái thời gian mà không có giúp đỡ thì nó mới khiến cho xảy ra án mạng. Tuy vậy phía gia đình của cô Gillian đó thưa quý vị, và thông qua luật sư thì họ nói những cái thay đổi đó là không có đủ, mà cái thứ mà họ muốn đó là quân đội và cả quốc hội Hoa Kỳ từ nay phải có một cái luật mới, đó là tất cả những quân nhân nữ và nam nào mà bị quấy rối hoặc là tấn công tình dục thì họ không cần phải trình báo lên cái người cấp trên của họ giống như luật bây giờ, mà phải có một cái cơ quan độc lập ở bên ngoài, những người này đi trình báo ở bên ngoài thì mới thoát được cái vấn đề là sẽ bị trù dập ở bên trong. Sau cuộc họp báo của Tổng thống Trump ngày hôm qua, vào lúc mà ông ký sắc lệnh ban hành yêu cầu phân phối thuốc chủng, ông cũng mời những người từ các nhà thuốc Tây hoặc là các nơi sẽ cung cấp thuốc chủng đến Tòa Bạch Ốc để tham dự trong buổi lễ ký sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên, đại diện của hai hãng quan trọng là Pfizer và Moderna đã không có mặt, họ không muốn tham gia. Bên phía Pfizer và Moderna đưa ra thông cáo báo chí, họ nói lý do họ không muốn tham dự bởi vì họ không muốn thuốc chủng của họ sẽ bị ảnh hưởng về chính trị. Họ chỉ tuyên bố như thế thôi. Họ không muốn tạo cái sự hoang mang là thuốc chủng này nhờ ông Trump hoặc là ông Biden hay như thế nào đó. Chưa kể là nguồn tin ngày hôm qua cũng cho biết lẽ ra Tổng thống Trump có thể mua thêm hàng trăm triệu liều thuốc của Pfizer nữa, bởi vì Pfizer nghiên cứu ở Hoa Kỳ, mặc dù có nơi sản xuất ở Bỉ và ở Đức, nhưng mà Pfizer gọi cho Tòa Bạch Ốc và nói rằng ngoài 100 triệu liều đó thì Tòa Bạch Ốc có khả năng mua thêm hàng trăm triệu liều khác nữa. Tòa Bạch Ốc có muốn hay không? Tổng thống Trump có muốn hay không? Hiện nay không biết vì lý do nào bên phía Tổng thống Trump nói là họ không muốn. Câu hỏi đã đặt ra thì được trả lời là lý do bên phía giới chức y tế của Tòa Bạch Ốc nói rằng họ chưa biết được cái sự hữu hiệu của Pfizer như thế nào, cho nên họ chỉ đặt mua đủ 100 triệu liều mà thôi. Sau cuộc họp báo thì các ký giả họ đặt câu hỏi với Tổng thống Trump
là tại sao đến giờ phút này ông vẫn chưa tuyên bố nhận thua cuộc và việc kiện tụng của ông tiến tới đâu. Thì Tổng thống Trump nói ông hy vọng rằng chính phủ sắp tới vẫn là chính phủ của Tổng thống Trump và ông vẫn không tuyên bố thua cuộc. Ông vẫn bày tỏ tin tưởng là chiến thắng vẫn có khi những cái đơn kiện này đưa lên tòa tối cao Pháp Việt. Đó là nội dung của cuộc họp báo chiều qua. Thế nhưng sau cuộc họp báo chỉ một tiếng đồng hồ sau thì phán quyết của tòa tối cao Pháp Việt đã đưa ra và phán quyết này xem như đã ngăn chặn hầu như hoàn toàn các nỗ lực của luật sư của Tổng thống Trump muốn kiện và đưa vấn đề kiện tụng tranh chấp bầu cử ở các tiểu bang tranh chấp mà thôi đưa lên tòa tối cao Pháp Việt. Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.